Thực sự là một cái siêu phẩm với 10 gần gần 1 hecta tọa lạc tại Trảng Bom, thì với trị giá là 36 tỏi. Thì có gì mời mọi người vô tham quan và trải nghiệm nhé. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình có mặt tại một cái khu vực Trảng Bom, review cho mọi người một cái siêu phẩm lần đầu tiên xuất hiện ở Trảng Bom, Đồng Nai. Thì cái vị trí mình đang đứng đây thì cách cái đường sông Thao Bầu Hàm là trục đường chính kết nối từ sông Tham đến Bầu Hàm khoảng tầm 800m nhé. Xung quanh đây thì mình thấy có khá là nhiều tiện ích. Và cái đường từ đây ra quốc lộ 1A nó khoảng tầm hơn một cây số. Thì kết nối bán kính xung quanh đây thì mình thấy có nhà vườn này, và có họ trồng cây ăn trái và rất là nhiều cái biệt thự xung quanh đây. Thì cái biệt thự này với diện tích của cái sản phẩm này là ngang 94 và chiều sâu của lá là 85m, và trong đó nó có 300m thổ cư nhé. Thì cái đường trước nhà đây thì bà chủ làm khá là rộng rãi. Thì cái đường này thì mình có thể thấy này, họ làm đã trải đá và nhìn rất là đẹp luôn. Xung quanh đây thì nhà cửa rất là đẹp. Mình có thể thấy bên đây thì anh cũng đầu tư vài cái cây cảnh đây, nhìn cũng khá là đẹp nhé. Rồi mình sẽ đi tiến vô bên trong. Đây là một cái resort, đúng là một cái resort anh chủ rất là tâm huyết xây với mong muốn là nghỉ dưỡng cùng gia đình, và có định hướng sau này sẽ trở thành một cái mở nhà hàng, quán ăn ở đây. Vì anh chủ chia sẻ với cái biệt thự này thiết kế một trệt một lầu, và có thiết kế mình lên để lên tầng được đấy nhá. Thì sau này mình muốn nhu cầu mở rộng ra thì mình có thể vẫn được lên tầng được, vì cái móng anh làm rất là chắc chắn. Rồi thì đây mình có thấy này, hai cái cổng mình thấy rất là hoành tráng luôn. Thì cổng này bằng ba cái trụ này, nhìn có thể thấy này, khá là nhiều đặc, khá là đặc biệt. Mình có thể xem qua một số cái hình ảnh iCam thì mình có thể thấy một cái thực sự nhìn từ trên cao nhìn rất là đẹp luôn. Thực sự là một cái biệt phụ mà của một cái đại gia này, thì về bất động sản có cả 100 tỷ. Nhưng mà thực sự cô thời điểm này anh chị cũng mong muốn bán cái sản phẩm này. Thì ở đây thì cái cửa này toàn bộ bằng nhôm đúc nhá, nhôm đúc, và tìm thấy cũng khá là chắc chắn. Và cái bộ này thì thực sự đá đồng tiền luôn đó. Bước vô khuôn viên trong đây thì mình có thể thấy toàn bộ ở đây một khuôn viên rất là rộng rãi để xe cộ này, và phía này có một cái họ trồng mảng cây xanh ở đây tút phía kia, vì cái chiều sâu của cái này nó tới 85m, nên là mình có thể thấy rất là vuông vắn, một cái sản phẩm thực sự là rất là vuông. Và cái nhà vườn này đây, biệt thự này có trồng rất là nhiều loại trái cây, như
dừa này, có vũ sữa và ổi và rất là nhiều như nhãn này. Đó, một cái khuôn viên rất là rộng mà có thể nhìn ở phía đằng sau đây nhá, có hòn Non Bộ này và xe hơi, xe mà có để khu vực này rất là nhiều. Mình sẽ quay bên ngoài rồi sau đó mình sẽ đi qua bên trong nhá, mình sẽ đi vô bên trong đó. Và những cái đây chôm chôm này, vú sữa, mận, rất là nhiều, cả khế này. Đó, thực sự đây một sản phẩm khá là tâm huyết. Có cả, và anh chủ có chia sẻ thì khi chúng ta đi xe hơi vô thì xe thì sẽ có một cái đường vòng xung quanh đất. Đó, thì nó sẽ cua đây luôn, nên lên là mình không có phải quay đầu, mình đi thẳng qua đường cua. Thì cái sản phẩm này thì rất là vuông vắn, và với ý tưởng là sẽ là một cái các bạn cái dừa, và sau này thì ở đây sẽ toàn bộ là cát. Thì mình có thể thấy theo mình được biết thì sẽ lấy ý tưởng từ bãi cát Nha Trang á, thì họ cũng thiết kế kiểu toàn bộ đây đổ cát dưới này và có một cái hàng dừa xung quanh đây. Đó, xung quanh mình ở đây thì gia chủ có trồng vú sữa này. Đó, vú sữa, toàn bộ đây vú sữa rất là nhiều. Và đặc biệt là cái sản phẩm này thì bao quanh gần hết cái đất này, bao quanh gần hết suối rồi nhá. Đây có ổi vì này. Đó. Và đây mình có thấy có cả cóc vì này. Đó, cóc này mình ăn được luôn nhá. Đó, rất là sai trái đúng không vị? Đó. Xung quanh đây thì chúng ta về chúng ta có thể khai thác thêm. Đó, mình ăn nhá. Ngon vậy. Vào giờ này là 12 giờ trưa vậy. Nhìn thấy không ở đây rất là mát mẻ, và hôm nay rất là may mắn tụi mình tới đây review một sản phẩm đẹp mà thời tiết rất là mát. Hả? Ồ. Đây là cái gì vậy? Trứng cá. Ồ, trứng cá hả? Không phải trứng gà chứ. Trứng gà hay còn gọi là quả lê kim mai gì đó. Trứng gà hả? Đây. Trứng gà này hồi nhỏ mình rất là thích trái này. Đó, đó gì đâu có đấy. Trái nè, mình hái luôn nha. Đấy, cái này trái trứng gà hả? Hoặc là trái Lakima đúng không? Lakima đúng không? Đó thì mình sẽ đi bên ngoài để mọi người thưởng thức. Ổi vậy này đó. Thì ngoài đây thì sau này chúng ta sẽ có thể cải tạo và trồng thêm cái trái cây khác. Và đây là có dừa này. Đó. Và khi ở đây có điều đặc biệt thì mình thấy này. Đó, họ làm toàn bộ đây bằng kính cường lực chứ cái không. Cái bờ này làm hết 2 tỷ. Đó. Nguyên cái bờ này anh đầu tư hết 2 tỷ để xây cái bờ kè toàn bộ bằng kính cường lực nên là khá chắc chắn nhé. Thì mình có thể thấy toàn bộ đây một bao quanh suối hết này, nó nhìn rất là đã luôn. Dọc bên suối này thì có hàng dừa đấy, bao quanh luôn. Chỗ nào mà có suối thì chỗ đó sẽ có dừa. Đó, mình có thể thấy không? Nhìn rất là đã. Khi chúng ta tận hưởng có tiền, chúng ta sẽ thực sự đáng để chúng ta quan tâm và tận hưởng cái vị trí và cái view này cực kỳ là đã luôn quý vị. Bên này thì họ có trồng chôm chôm này. Mà có thể nhìn bên kia thì gia chủ cũng mới xuống vú sữa này, xoài đó. Mà nhìn từ xa thì mình thấy này có một cái biệt thự thực sự là đẳng cấp luôn quý vị. Trái cây đây thì mình thấy nghĩ tầm vài một năm nữa thì toàn bộ đây phủ xanh hết này. Và dưới kia mình thấy có một cái chòi, dưới cái chòi là một cái phòng karaoke đó. Đây thì một cái nơi đây mình thấy nên rất là lý tưởng này, có một cái bàn ghế đá thì mình ngồi đây đó, mình thấy không, mình ngồi nơi đây mình có một cái cảm giác thực sự là rất là tuyệt vời. Một cái suối này đó, cây cối này, và một bên này thì một cái biệt thự hoành tráng. Thì sự sống ở đây thực sự là đẳng cấp luôn quý vị.
Đó, ngồi đây vào buổi sáng, buổi chiều khá là mát mẻ nhé. Suối đây thì mình nghĩ là quanh năm cũng có nước luôn, quanh năm có nước. Thì họ đã làm bờ kè ở kè đá rất là chắc chắn luôn này, nên là mình không có sợ ngập như vậy nhá. Thì gia chủ đầu tư nguyên cái đường hệ thống này khoảng 2 tỷ. Mình sẽ có một số cảnh này cam thì nhìn nó rất là tuyệt vời. Đằng phía kia thì mình thấy có một cái chòi. Mình hôm nay gia chủ có khách nên là đang ăn uống ở khu vực chòi kia. Và ngay cái chòi kia thì có một khu vực hòn non bộ. Dưới hòn non bộ thì mình thấy có nuôi cá koi, nhưng hiện nay thì cá koi không có người chăm sóc nên là anh chị đã không có người quản lý là chưa có nuôi. Và ở dưới cái đây có một cái hòn non bộ rất là hoành tráng ngay cái chòi. Thì chia sẻ của gia chủ trước kia, gia chỉ có nuôi cá koi rất là nhiều. Thay thầy nhìn đâu, khuôn viên rất là rộng, một vùng đất này thực sự là rất là vuông vắn nhá. Đây, toàn bộ cây anh chị đã xuống hết rồi này, hú sữa này. Đó, nhìn à, đây sầu riêng hả? À, đây vú sữa đúng không? Sầu riêng. Đây, đây là một cái chòi này, một cái chòi. Đây thấy có hai cái chòi. Đây cái chòi đây thì mình thấy toàn bộ bằng gỗ, gỗ nguyên khối. Và trên đây thì có một cái bàn ghế. Đây có một cái bàn ghế gỗ cực kỳ là hoa văn, và cái vân của nó này bố trí thực sự cái bàn ghế này cũng rất là nhiều tiền nhé vậy nhá, toàn bộ bằng nguyên khối luôn. Ở đây thì giống như có một cái phòng karaoke ở dưới này, toàn bộ đây thì bằng gỗ hết rồi, và ốp gạch vô gốc gạch ngói nhé. Và dưới đây thì có một cái phòng karaoke thì chúng ta có thể giải trí thư giãn cùng gia đình và bạn bè dưới này. Đó, mọi người thấy đây là một con giống như con voi đúng không? Con gì? Đây. Đó. Giờ mình sẽ xuống dưới đây có một cái phòng karaoke dưới này. Wow, đó, một phòng karaoke đủ tiếp khách, cũng tiếp được mười mấy người vì cũng không gian khá là rộng. Lô đây rất là yên tĩnh nhá. Vô đây thì mình thấy có tiếp khách cũng rất là kín đáo. Không gian đây thì được cách âm hết rồi này. Nhìn rất là hoành tráng luôn. Đầu tư một cái này đây khá là nhiều tiền nhá. Có không gian ngồi đây. Đó, vừa rồi thì mình có quay cái phòng karaoke sơ cho mười, thì khuôn viên bên ngoài thực sự là chúng ta đáng để chúng ta có thể ngồi lại giải, thực sự đúng là một cái sản phẩm đáng để chúng ta quan tâm đúng không vị. Và nơi đây mình thấy có một cái hồ bơi này. Đấy, hồ bơi và cái xích đu. Hồ bơi này thì có hồ chỗ này thì dành cho người lớn, và phía kia là hồ bơi trẻ em. Đây là một cái hồ bơi rất hoành tráng, có một cái hố, có một chỗ xuống này và 1,8 à. Đó, thì theo gia chủ chia sẻ thì hệ thống này thì gia chủ đầu tư cũng phải gần cả tỷ vì để có thể ra nước vào, và hàng ngày đều có người dọn dẹp cái hồ bơi này nhá, nhìn thì nên nó rất là sạch sẽ rồi. Và mình thấy khuôn viên ở đây nhìn rất rộng, và mình có thể nhìn thấy cái biệt thự này nhé. Họ thiết kế rất là bài bản và đẹp luôn. Thì mình sẽ cái phía bên kia là cái khu vực hồ non bộ, thì mình có thấy ngay đó thì mình thấy có khá là nhiều đặc biệt, thì mình sẽ xem thêm cái phần live cam rồi mình sẽ đi vô trong cái căn biệt thự nhé. Đây giờ thì mình sẽ vừa rồi mình sẽ quay mọi người ở bên ngoài rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vô trong căn biệt thự này thì nó có gì nhá.
Thì căn biệt thự này với căn này thì mình thấy thiết kế một chẹp một lầu, có một phòng khách này, 5 phòng ngủ, và toàn bộ cái nội thất ở trong cái căn nhà này thì bên gia chủ sẽ tặng lại cho gia chủ, sẽ tặng lại cho mình luôn nhá. Rồi mình sẽ đi vô trong đây. Đây thì mình thấy bước lên bậc cầu thang này nhìn cũng rất là đã luôn. Và đây mình có thể thấy cái cửa này, cửa là toàn bộ cái cửa này họ làm bằng cửa bằng gỗ này, nhìn rất hoành tráng nhá. Đó. Và mỗi khuôn viên khá là rộng, trên này thì họ toàn bộ bằng ốp bằng cái mạ vàng 18K. Đó, nhìn rất là hoành tráng các vị. Rồi mình sẽ đi vô trong đây. Và đây là khu vực phòng khách này, phòng khách thì là một cái bộ salon bàn ghế, một bộ salon bàn ghế cực khủng gần 1 tỷ đồng với toàn bộ bằng căm xe rất là hoàn chỉnh luôn. Nó phải cao bằng người, hơn người mình luôn này. Một bộ này thực sự rất là hoàn chỉnh. Bộ này thì mình có quen một cái anh ở Hồ Nai thì mình cũng đã biết được cái, mình cũng hiểu sơ sản phẩm là thực sự nó cũng phải gần 1 tỷ, vì nhìn cái thì nó sẽ phù hợp với cái bộ hoành tráng như vậy, thì nó sẽ phù hợp cho với ngôi nhà của mình. Đó, mình có thể ngồi nơi đây tiếp khách này, tiếp bạn bè, thực sự đã cảm giác đó rất là đẳng cấp. Đó, có những cái tay bằng lân này. Đó, và toàn bộ đây là nghe nhé, tay nghe, và cái trên này bằng nghe hết này. Thì mình cũng hiểu sơ lên, mình nói cái gì mà chưa đúng thì mọi người thông cảm nha nhé. Và đây là có một con chim mưng và một cái con rắn này, nhìn rất là hoành tráng luôn nhé. Đó, nhìn thật sự đại bàng đúng không. Toàn bộ cái kệ này cũng bằng gỗ gõ này, là bằng căm xe luôn nhé. Và khuôn viên ở trên trần trên này thì mình thấy có hai cái đèn trang trí, và toàn bộ cái trần thật cao và ốp toàn bộ bằng vàng 18K luôn, rất là xịn sò luôn. Nhìn cái nhà thực sự là rất là giá trị ở ngay cái khi vô cái phòng khách này, thực sự đáng đồng tiền luôn. Đó, thực sự mình nhìn đi nhìn lại cái thực sự cái uy nghi và hoành tráng chỉ có là cái khu vực phòng khách này. Và nơi đây là khu vực nhà bếp nhé, bếp thì cũng vừa phải thôi. Và toàn bộ nơi đây thì mình thấy nhìn ra bên ngoài rất là sáng luôn. Và có một cái bàn ăn này cũng nguyên khối này, bàn ăn này thì thực sự nhìn vậy thôi mà rất là giá trị nhé. Đó, khuôn viên đây nấu ăn nấu nướng thì cũng vừa phải. Và trên đây thì cũng có quạt trần và cũng được mạ vàng trên này. Và mình sẽ đi qua một số nơi đây nhé. Và nơi đây thì có một cái đường luồng, mình nhìn thẳng ra đây ra cứ hồ bơi nhìn ra bên ngoài. Và trong đây có một cái phòng ngủ và một cái phòng này có một cái nhà vệ sinh riêng luôn. Đặc biệt cái phòng ngủ ở đây thì toàn bộ họ làm cửa rất cửa sổ rất là nhiều, nên nó rất là thoáng và mình được ngắm toàn bộ không gian bên ngoài, nhìn rất là đã luôn quý vị. Và có một cái nhà vệ sinh. Và nơi đây có một cái phòng nữa thì anh chị thiết kế là một phòng livestream, và thiết kế sau này mình có thể phòng ngủ được nhé. Và anh chia sẻ là cái hồ cá này, anh mua con cá này cũng phải mấy trăm triệu, cá huyết long luôn đó. Một con cá này thì sự mang tính chất là mình biết là liên quan đến phong thủy, vì gia chủ làm ăn đó, thì họ rất là hiểu về âm phong thủy. Hôm nuôi cho con cá này thì giá trị nó gã gần cả tỷ vì đầu tư cái hệ thống này này. Và đây có một cái phòng ngủ cho con cái này đó, mình có thể xem sơ. Và có toàn bộ trên đây cũng đều trần, trên này cũng có đèn và ốp trần toàn bộ là bằng vàng hết nhá, mạ vàng. Cửa thì cũng bằng cửa gỗ này đó. Và không gian ở đây thì có một phòng ngủ thứ ba thì thiết kế nó cũng tương đối là rộng, này thì cho gia đình. Và có một cái nhà vệ sinh trong căn nhà này thì rất là rộng. Và mình thấy có một cái khu vực xông hơi ở
ngay trong này luôn. Thực sự đúng là một người có tiền, người ta đầu tư rất là nhiều. Nhà vệ sinh mà còn rác vàng các vị, đó rất là đã luôn. Và sau này đây thì mình thấy có một cái labo ở đây, có một chỗ rửa tay và gương đặt ở đây, và có một cái nhà vệ sinh ở trong đây. Thì mình thấy họ đây một cái phòng tắm, họ có một cái bồn tắm ở đây dành cho gia đình. Và hướng ra khu vực ban công thì mình có thể thấy nhìn ra bên ngoài phía này, nhìn rất là hoành tráng này, đó toàn bộ khuôn viên đây rất là nhìn rất là đã. Thì đây là khu vực lên trên lầu của cái nhà. Thì toàn bộ đây thì họ nhìn bằng sắt thôi, nhưng mà nhìn nó mạ màu vàng thôi chứ không phải vàng nhé. Toàn bộ cái cầu thang này thì theo gia chủ chia sẻ thì thiết kế theo kiểu của Pháp, nhìn rất là hoàn tráng uốn lượn như này đó. Rồi mình sẽ lên trên đây nhé. Cái đèn trang trí ở đây nó khoảng tầm 2 mét từ trên xuống dưới, nhìn rất hoàn tráng luôn. Và trên đây thì cũng trần này cũng được mạ vàng đó, nhìn rất là hoàn tráng và đặc biệt. Và trên đây thì mình thấy có một cái phòng ngủ đây. Phòng ngủ này thì nó cũng rất là rộng, mà có một cái giường và có một không gian trống ở đây đó. Mình có thể ra phía này mình ra khu vực ban công ngoài này đó, mình có thể chui ra ngoài kia đó. Không gian đây thì mình thấy cái cửa này thì nó hơi hạn chế bước ra ngoài nha. Hả? Nếu mà mấy cửa bự ra thì hay đúng không? Đó, toàn bộ trên đây cũng được mạ vàng hết này, trần này. Quý vị thấy khi mình sở hữu một căn nhà, mình ngồi ở cái vị trí này thì mình thấy cảm giác như nào? Còn với cá nhân Mạnh thì ngồi đây thực sự là quá đẳng cấp và thể hiện cái bản thể hiện sự giàu có của một gia chủ. Thì mình xin tổng kết cho mọi người cái sản phẩm này nhé. Sản phẩm này, cái biệt thự này tọa lạc tại xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Với diện tích của cái nhà này thì ngang 94 và sâu 85, khoảng hơn 8 sào. Thì trong đó nó có 300 mét thổ cư. Và mình thấy có một cái căn biệt thự rất là hoành tráng. Thì cái nhà này thì bao gồm một cái phòng khách này, bếp, 5 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh và có khu vực phòng thờ ở ngay khu vực này luôn. Và theo chia sẻ của gia chủ thì những cái nội thất của cái nhà này thì bên gia chủ sẽ tặng cho mình toàn bộ những nội thất ở trong căn nhà này. Và cái điều đặc biệt mình thấy cái căn nhà này thì có bộ bàn ghế khá là khủng này, gần cả tỷ. Và cái toàn bộ trên này đều cái trần thạch cao trên này thì đều được mạ vàng 18K. Và cách thiết kế của gia chủ mình thấy thực sự rất là đẳng cấp. Ngoài ra thì ở khuôn viên đây thì có một cái mảng sân vườn, có trồng khá là nhiều các loại trái cây như chôm chôm này, sầu riêng, măng, cả có xoài, ổi và cả vú sữa. Và có một cái hồ bơi ở sau này rất là đẹp, và có một phòng karaoke. Và toàn bộ mình thấy gần như một cái nhà này bao quanh suối. Và mình thấy trên live cam á, thì mình thấy cái sản phẩm này thì rất là vuông bánh nhá. Thì cái sản phẩm này bên gia chủ mong muốn với giá là 36 tỷ, mình còn thương lượng nhé. Mọi người thấy sản phẩm này như thế nào thì có thể để comment ở dưới và hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình sẽ ra nhiều cái sản phẩm nhà đẹp ở khu vực Đồng Nai để mọi người được tham quan vào thực tế. Ngoài ra thì mình nhận review và quay video thực tế các bất động sản ở Đồng Nai. Mọi người có sản phẩm phù hợp thì có thể liên hệ Mạnh để Mạnh có thể tới quay và review hỗ trợ mọi người bán sản phẩm bất động sản nhé. Rồi xin chào mọi người.